chơi bài hát câu chuyện đầu năm trên sổ thực phép. Cái gì vậy? Khởi động. Muốn bên họa cũng phải khởi động chứ. Tôi ha, tôi khởi động mấy cha bên họa mắt mới phải khởi động. Trời ơi, như nhiếc vậy. Tào lao. Khởi động không cho mua không khởi động. Hết hồn. Rồi diễn chung với hai ông nội này ép tim chết. Đúng không? Thưa quý vị, sau đây là bài hát câu chuyện đầu năm. Rồi. Gì vậy? Chứ hả bà? Không cách cái ông hồi nãy ông hát nhạc trẻ đó. Không được. Trời ơi, cái nào giật bay đi vô luôn kìa. Trên đường đi lấy xuân đầu năm bon. Đầu năm đi chùa. À, được, hợp lý, hợp lý. Qua một năm ruột rối tư tâm. Năm mật. Ây da, ây da. Ủa gì con? Bị cái gì vậy? Cái gù của con nó bị thắt nút quá. Chùa thắt nút. Ây da. Cái gì? Cái gì ở đây? Nó không bị. Bị cái gì? Nước nhũa. Ây da. Một thằng ruột rối và thằng đứt ruột. Tôi hát ruột rối tư tầm là diễn tả cái nỗi băn khoăn, cái nỗi mà lo âu chứ không phải là ruột với cha đứt. Ây da. Tiếp đi, tiếp đi. Tập trung cho đàn qua. Dạ, dạ, dạ. Năm mới nhiều ước vòng chờ mong. Gì vậy trời? Ước vọng chờ mong. Mong đây là mong chờ chứ phải mong mày cái chứ. Ôi dạ. Ôi dạ. Ai biết không? Ai biết không? Ai biết mày này rủi ngóng trông. Mơ cùng pháo nổ dù nồng. Pháo nổ thơm. Trời ơi, diễn quá, pháo nổ luôn hả con? Rồi, 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 sao nữa? Hả? Ủa, mình kiếm cái gì vậy? Ừ? Dạ, pháo xì. Pháo xì mày quăng đi cho mày đưa tao coi làm cái gì? Dạ. Ừ. À! Ê, 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 ê. Trời, trời ơi. Cái gì chú? Cái gì chú? Bây giờ nó mới nổ đó. À! Cái gì vậy? À! Mày nói gì có. Pháo nổ. Sao? Thế thôi sao? Tét nách. Ây da. Âu. Âu. Nữa thằng này sao ao ao cái gì vậy? Âu. Tao bị cái gì vậy? Chỗ nào? Pháo, pháo nổ. Pháo nổ sao con? Pháo nổ. Thì sao? Tét khoắn. Ôi. Thầm bấy thầm ba. Dạ bài hát người ta đàng hoàng ý nghĩa mùa xuân. Đi diễn chỉ cho mong rồi bây giờ tét tùm lum. Trời ơi nghe bám thét theo bài hát chú không muốn cái gì nữa. Đúng rồi chú khó quá à. Mày cha múa diễn minh họa sai bét. Cái gì sai bét? Tâm diễn y chang vậy. Chú hát nhau diễn y chang vậy chú muốn gì nữa. Đúng rồi. Y chang còn khi. Ê ý chú già. Y tùm ba. Vai không? Chú già mà chú có à. Ê. Nó mới nói gì? Nó mới nói cái gì? À. Nó có nói gì đâu. Nó chửi chú chó. Ê. Ê. Tại sao mày hổ vậy con? Không phải. Đúng rồi. Không phải. Đó thằng á, đó thằng á. Là cái gì? Đó thằng gì vậy? À, con hiểu rồi. Ý của bạn con đó, nó nói chú không phải lợn chó thường mà lợn chó săn. Trời ơi. Trời ơi, không phải. Cái gì vậy? Vậy cái gì? Trời ơi. Ê, à, sao? Ê, à, muốn nói gì? À, chó nhiều, chó nhiều. Là cái gì vậy? À, rồi con hiểu rồi. Nó nói chú không phải lợn chó săn à, mà là chó bị nhiều. Trời ơi, mày nói tao chó bê đê. Không phải. Trời ơi. Trả vô mặt mày nha. Thôi kệ, kệ. Là cái gì nữa? Rồi, 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 con hiểu, xin lỗi chú. Ý nó nói chú không phải là con chó bị điệu, mà là chó mặt xệ. Con kỳ cái tiếng này lâu lắm rồi nha. Không phải, trời ơi. Mày nói cái gì? Nói cho rõ ràng thôi là chết chứ tôi. Cái gì? À, rồi, 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 con hiểu luôn rồi, cái này chính xác 100% luôn. Dạ. Nó nói chú á, là con chó ăn. Cái này tôi giết mày thiệt nha. Trời ơi. Quá tướng rồi chứ con. Trời ơi. Cái này nặng lắm à. Không à. Trời ơi. Giận anh, giận anh. Trời ơi. Giận. 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 Hồi nãy là tức. Tức. Khó chịu. Thế nhiều. Mày xứng xích qua. Dạ. Mày núp cái gì? Đứng ở đây. Nó bạn mày bao nhiêu năm mày phải hiểu là nó nói cái ý, nó nói gì chứ. Mày chết tầm bậy tầm bạ. Tại cái miệng nó nói không rõ ràng nữa chú. Chú nói con nghe không phải là chú khó chịu, chú tức yeah. Thì tụi con hết trơn. Nhưng mà tụi con ơi, bây giờ khán giả trình độ thưởng thức để tụi con rất là cao. Dạ con biết. Hát lại theo lực lượng không?
chắc chắn là được rồi chú. Được, chú sẽ dạy cô một bài hát nhạc ngoại quốc. Nhạc ngoại quốc thuộc loại nhạc sang. Nhạc sang, nhớ nhạc sang nha con. Nhạc sang nghe cho kỹ nè. Dạ. La la pam pa la pam pa la pam pam pa la la pam pa la pam pa la la pam pa pa. Hát lại. Ba bốn. Bà già đi xa ba năm rồi bà. Tao biết chứ là mấy thằng hát đâm. Tao bắt cái chốt nào mày hát cái món tôi trên trời vậy. La la pam pa. Bắt đầu. Rồi, dễ. Bắt đầu. Hai ba. Bà già đi xa ba. Nó giống còn mấy trăm. Hát cho đúng. La. À. Ba bốn. Bà già đi xa ba năm rồi bà già chưa về. Bà già đi xa ba năm rồi bà già chưa về nhà. Bây giờ em này La Bamba là nhạc sang nhé. Mày hát bà già đi xa là sao? Thì sang đó chú. Sang chỗ nào? Bà đi 3 năm rồi chưa về nhà ta sang tên nhà bà. Sang tên. Bây giờ có làm được không? Không có được thì về nha. Trời dễ cho con dễ với chú thôi. Âm nhạc đó con là chuyện nhỏ mà chú. Hát đi. Nè. Bắt đầu. La Bamba, La Bamba, La Bamba. La Bamba, La Bamba, La Bamba. Rất hay. Bây giờ con. Thằng này nó nói tôi còn không nghe sao nó hát được. À đúng rồi, bây giờ cô hát bè đi. Bè người ta nghe loáng thoáng, người ta không có cần nghe rõ. Cô hát bè quán ba cho chú. Bây giờ tập thử nha, chú hát bè chánh, con hát thử cho chú nghe được không? La la pam pa, 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 la la pam pa. Ủa đang diễn ai phá hả chú? Tôi nhớ thì vô đây tôi thấy cái chùa rồi đó mà sao? Ai phá vậy? Chú ơi! Mày cái bộ này cái bạch thôi. Tôi nghĩ sao tôi kêu mày hát mà đi tụng kinh vậy con? Mày cứ mở con vậy sao mà hát được? Hát tiếng Anh hát được rồi, hát tiếng Việt đi. Đúng rồi chú, đổi đi chú. Chắc có lẽ cái gần La Bamba nó hơi khó. Dạ đúng rồi, hát tiếng Việt đi. Hát cái tiếng Việt cho nó dễ. Tiếng Việt đi. Bây giờ đang nóng lực. Bây giờ nó mát không, vẫn ngày nóng. Bây giờ mình hát một cái loại ăn vô là hát cho thấy mát liền. Nghe cho kỹ nha. Rồi. Mình ăn xương sâm, ăn xương sâm, mình ăn xương sâm. Xương thầm đấy vậy chú? Xương thầm đấy vậy? Xương sâm đó. Sao nghe nó kỳ vậy? Chú có hát xương sâm. Cái nó người ta xuống gì thì phải nghe thấy sâm chứ ai mà xương sâm. Chú ơi, chú đổi đi chú ơi. Ăn nghe hát đi chú. Rồi, cái hát ngon hơn nè. Rồi. Mình ăn nha đam, ăn nha đam, mình ăn nha đam. Cái gì? Đam mà chú cũng ăn nữa hả? Chú ăn gì thấy ghê quá à. Phun ra rồi nuốt lại hả? Cái thằng này nó tưởng tượng gì đâu. Nha đam đó cha, nha đam ăn vô cho nó mát. Ai biết ngon. Nhưng mà nó xuống thôi nghe. Thôi thôi, hỏi ăn, tụi bây ăn uống khó chịu quá. Rồi. Hát cái này dễ nè. Rồi. Liên quan mùa xuân luôn. Rồi. Bùng mùa xuân sang nốt. Con hát. Bây giờ con hát phải không? Được. Nhưng mà chú hát là con hát bè. Con vẫn hát gì cũ hả chú? Con hát bè khoảng 8 lên cao. Con... giống chú nhưng mà đẩy lên cao. Đẩy lên cao luôn. Cái tông là giống chú. Rồi. Con là khoảng 3. Rồi. Bắt đầu mình tập thử nha. Rồi. Bùng mùa xuân sang, xuân năm về bùng mùa xuân về. Bùng mùa xuân sang, xuân năm về bùng mùa xuân về. Bùng mùa xuân sang, xuân năm về bùng mùa xuân về. Hay đó. Bùng mùa xuân sang, xuân năm về bùng mùa xuân về. Bùng mùa xuân sang, xuân năm về bùng mùa xuân về. Ây da. Chú quýnh mà chiếu im chậm mà. Tôi kêu mày hát quảng 8 chứ không phải kêu mày kêu giọng bà 8. Mày làm gì? Con đâu biết đâu, mà ở nhà mỗi lần mẹ con muốn kêu bà Tám kêu là Tám. Bây giờ có hát được không? Dạ được. Mất chị giờ của tôi. Này cũng mẹ trẻ sao? Da thịt cứng như sắt. Đánh muốn dập tay rồi luôn. Quên bắt đầu. Có phim chậm. Trời. Bắt đầu. Bùng mùa xuân sang, xuân đang về mùng mùa xuân về. Mùng mùa xuân sang, xuân đang về mùng mùa xuân về. Mùng mùa xuân sang, xuân đang về mùng mùa xuân về. Mùng mùa xuân sang, xuân đang về mùng mùa xuân về. Mùng mùa xuân sang, xuân đang về mùng mùa xuân về. Mùng mùa xuân sang, xuân đang về mùng mùa xuân về. Mùng mùa xuân sang, xuân đang về mùng mùa xuân về. Mùng mùa xuân sang, xuân đang về mùng mùa xuân về. Mùng mùa xuân sang, xuân đang về mùng mùa xuân về. Mùng mùa xuân sang, xuân đang về mùng mùa xuân về.
Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân ơi. Xuân ơi. Tạm được. Dạ. Bây giờ mình đi. Thôi, hay được rồi. Bây giờ mình đi về. Đi hiến liền. Dạ. Mà trước khi diễn phải chào bà con. Dạ. Cái thưa quý vị, Chí Tài và nhóm BHA. Ê, 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 BHA là gì chú? Là bóng hửi ăn đó. Dạ dạ. Xin chào quý vị và kính chúc quý vị ra về bình an. Dạ. Bye bye. Bà nhà đi xa. Đây. Đây vô. Chiều em đứng ở giữa chụp cho đẹp em. Em lấy con cái phong đèn cho chị nha. Rất là đẹp. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đã có những tràng cười vô cùng sảng khoái với danh hài Chí Tài, danh hài Hoàng Mèo và danh hài Bác Ngọc Cương. Và hẳn nhiên tình yêu của chúng ta dành đến cho danh hài Chí Tài, diễn viên Bác Ngọc Cương, diễn viên Hoàng Mèo vẫn mãi mãi tươi đầy. Và một lần nữa, ban tổ chức chương trình xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả và tình yêu mến ấy dường như là không bao giờ vơi. Chúng ta cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, rất tiếc là vì thời gian có hạn cho nên là chương trình ca nhạc xin tạm khép tại đây. Và chúng ta hẹn lại quý vị và các bạn chương trình ca nhạc xuân. Quý vị ơi, tháng 1/2020 chúng ta sẽ gặp lại ạ. Chúng ta cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa, ban tổ chức chương trình xin được trân trọng cảm ơn khán giả thân yêu của toàn tỉnh Phú Yên và thành phố Tuy Hòa đã có mặt trong hội chợ ngày hôm nay và đã đồng hành với xuyên suốt của chương trình với tất cả các diễn viên, các nghệ sĩ, các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh với phần tổ chức sự kiện của bầu sư giáng hương. Và chúng tôi hy vọng rằng mãi mãi sẽ là sự ủng hộ của tất cả quý vị khi tham quan mua sắm tại các phiên chợ mà công ty Phương Nam về với Phú Yên. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ tôi sẽ là những thời phút để tất cả chúng ta có thể dành một tấm ảnh lưu niệm đáng nhớ nhất cho danh hài Chí Tài. Nhưng mà